Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 6 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại giảm rất mạnh với tỷ lệ giảm là 1,20%, giao dịch quanh mức 1.939,8 đô la Mỹ trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.939,54 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.970,09 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch ở mức 104,104 điểm. Đối thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là gần 3%, giao dịch ở mức 26.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 3,793% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 1,43%, giao dịch ở mức 72,434 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mọi sự chú ý đang tập trung về điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Fed sẽ bắt đầu cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hay còn gọi FOMC vào tuần sau. Chính sách tiền tệ diều hâu với 10 lần tăng lãi suất liên tiếp của Fed đã đưa lãi suất xuống từ 5% cho đến 5,25% đã làm giảm đáng kể lạm phát nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed. Các thành viên của Fed đã chờ đợi dữ liệu lạm phát mới công bố vào giữa tháng 6, liệu xem có đi đúng mục tiêu hay không. Chỉ số lạm phát cơ bản không tính đến lương thực, năng lượng và nhà ở vẫn duy trì ổn định trong khoảng từ 5 cho đến 6% kể từ tháng 12 năm 2022. Thị trường đang dự báo có đến 81,1% khả năng Fed sẽ bắt đầu tạm dừng tăng lãi suất. Carey Gardner, đồng sáng lập công ty môi giới Decalay Trading nói rằng dù vẫn lạc quan về vàng trong dài hạn nhưng bây giờ không phải lúc để mua vào. Vị chuyên gia này giải thích rằng kim loại quý đang bước vào giai đoạn theo mùa truyền thống, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả, vàng sẽ có thêm một đợt điều chỉnh nữa trước khi mà nó bắt đầu tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Bà nói rằng nếu mức hỗ trợ dưới 1.950 đô la Mỹ trên ao bị phá vỡ, kim loại quý này có nguy cơ giảm sâu xuống mức 1.880 đô la Mỹ trên một ao, không nên mua vàng cho đến ít nhất là cuối tháng 7. Hoặc thậm chí là đầu tháng 9 này, tùy thuộc vào giá cả. Tuy nhiên thì mức độ không chắc chắn của thị trường tăng cao tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cho kim loại quý này. Trong khi đó thì người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa Nitexa tại Woodrumtory duy trì lạc quan về vàng khi mà cho rằng kỳ vọng lãi suất thay đổi đang tạo động lực mới có thể đẩy giá vàng trở lại ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ao. Vị chuyên gia này nhấn mạnh bất cứ mức giá nào dưới 2.000 đô la Mỹ trên ao vẫn là điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư. Giá vàng sẽ cao hơn nhiều trong một năm tới. Tôi dự đoán rằng vàng sẽ tăng lên 2.285 đô la Mỹ trên ao vào quý đầu tiên của năm 2024, đánh dấu mức cao mới mọi thời đại đối với kim loại quý này. Hiện tại thì giá vàng đã tăng so với năm ngoái nhưng vẫn có vẻ rẻ so với những gì chúng ta đang thấy, vẫn còn rất nhiều giá trị ở mức giá hiện tại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng trong nước thì được điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp. Còn với giá vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì trong xuống tăng nhẹ. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,07 triệu đồng trên một lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,05 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng này điều chỉnh tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang được niêm yết mua vào mức 55,55 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 56,50 triệu đồng trên một lượng. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại khép lại phiên hôm qua không có điều chỉnh khi mà được mua vào mức 23.290 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.660 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì cũng trong số này được mua vào mức 23.450 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.490 đồng trên một đô la Mỹ.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Mặc dù hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm mạnh, tuy nhiên với thị trường vàng trong nước thì chưa đến giờ mở cửa phiên này, do đó mà hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng trong nước chưa có điều chỉnh về giá. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. Pin Di Hồ Chí Minh và Pin Di Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SCC mua vào 6.630.000, bán ra 6.690.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.631.000, bán ra 6.688.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.690.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.645.000, bán ra 6.685.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác sau khi điều chỉnh tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán trong phiên cuối ngày hôm qua. Đến thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. SJC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000. SJC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.710.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. SJC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh sau khi tăng 21.000 đồng cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ trong phiên cuối ngày hôm qua và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.555.000, bán ra 5.650.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.555.000, bán ra 5.660.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.540.000, bán ra 5.610.000. Vàng 24K mua vào 5.434.5 nghìn, bán ra 5.554.5 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.022.9 nghìn, bán ra 4.222.9 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.086 nghìn, bán ra 3.286 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.154.6 nghìn, bán ra 2.354.6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.